Có một truyền thuyết từ rất xa xưa kể rằng C1 là nơi admin xả rác vào mặt chúng ta, còn C3 là nơi hội tụ tinh hoa cho những kẻ cố gắng đến được đây. Để cho dễ hiểu hơn thì một trái Kitsune ở C3 có tỷ lệ random là 0.25%, trong khi ở C1 thì nó là 0.00000001%. Nếu các bạn hỏi những con số này tôi lấy ở đâu ra thì nhà sơ chắc chắn là như vậy rồi. Tôi bịa ra. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ random 100 trái tiện C1 và 100 trái tiện C3. Trước khi bắt đầu video đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh để cho kênh Bi Huỳnh Gaming thứ hai này của mình đạt 100.000 subscribe nhanh nhất có thể các bạn nhé. Hy vọng là trước hè. Cũng như toàn bộ các sản phẩm liên quan đến Blockfood các bạn có thể tham khảo tại Bi Đại Thần Rock nha các bạn nhé. Link bio tôi có ghi ở phần mô tả và bình luận video. Ngoài ra tất cả những cái chỗ khác đều là fake hết nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Let's go. Alright, chúng ta cùng đến với cái tài khoản đầu tiên, cũng chính là cái nick của anh Bi Đại Thần. Một nick được mệnh danh là chân mệnh thiên tử, may mắn nhất trong thế giới Blockfood. Thì để xem khi mà anh ấy đặt chân về C1 thì mọi thứ có khác biệt hay không. Bam. Má nó. Chả nhẽ là kết thúc video ở đây luôn chứ, thực sự thật đã quá rõ ràng rồi các bạn ạ. Mẹ, đỡ hiểu sao mẹ cái nick được mệnh danh là may mắn như thế này mà nó lại cho trên rocket, các bạn thấy chưa? Mẹ, sự thật có sai đâu. 0.00001% ra trái Kitsune tại C1 là hoàn toàn chính xác. It's real. Alright, chúng ta cùng chuyển sang C3. Yeah, đây là cái nick logot trên Bi Đại Thần Rock các bạn ạ. À, nó chỉ có 2450 thôi nhưng nó có cái dragon. Tôi có thể tự tin khẳng định Bi Đại Thần Rock là một trong những nơi duy nhất còn sót lại đến hiện tại là có rất là nhiều những cái tỷ lệ trúng trái dragon nha các bạn nhé. Cho nên là các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, chúng ta được trái smoke này cũng ngang cơ với lại trái rocket mẹ luôn. Nick thứ hai tại C1 thì như nick này vẫn là nick dragon rương thì phải. Ừ, thường thường mấy cái cấp như vậy dragon rương bù lại cho các việc là nó không full cấp thì nó có rất là nhiều trái xịn, có cả dragon rương trong đấy các bạn ơi. Chúng ta được một trái spy, hai trái liên tục trái lỏ tại C1 rồi. Phải qua C3 xem mọi sự có thay đổi hay không. Chúng ta cái đẹp. Ở C1 được trái spy, ở C3 cũng vậy này. Nãy giờ tôi thấy là mẹ như C1, C3 đều đen như nhau. Nhưng mà có thằng em Linken đã treo server hộ tôi, nó ra được trái lôi các bạn ạ. Cũng hợp lý, nhưng mà chúng ta sẽ không tính nó vào trong 100 lần ra đầm nhá. Lần thứ 3 tại C1 Kitsune. Chúng ta được một trái ghost luôn nè. Ok, đây là trái rare, trái hiếm các bạn ạ. Hợp lý, mà chưa gì thấy C1 vượt thẳng C3 đấy. Trả lại nào C3 ơi. Một cái pha gọi là trở lại không hề kém cạnh một tí nào luôn. Buda. Bên kia được cấp độ rare thì bên này được hẳn legendary cho nó cẩn thận. Mà một cái pha đấu đá đúng kiểu kẻ tám lạng, người 800g. Trả thù đi, lần này mẹ lên mythical xem nào. Mythical. Ui, lần này vẫn là một trái rare, cao su. Cũng xịn, cũng được, không tệ đâu. Đấy rồi. Bên kia cao su thì bên này được lửa. Smoke. Oai, trá quỷ thứ 5 tại C3. Tinh hoa đất trời. Wow, một trái magma. Tiếp tục là một trái rare. Bên này thì sao? Mẹ đáp trả đi chứ. Trở lại nào. Chúng ta trở lại bằng một trái donut aka Aesu Hỏa Quyền Kitsune. Một cái vụ nổ lớn của MCK. Lần random thứ 7 tại C1. Ok, đơ vậy. À, tôi biết tại sao nó đơ rồi. Khi mà random ra admin Zillet, anh ấy đơ khoảng tầm đâu đó là 2 giây các bạn ạ. Anh ấy đơ không phải là anh ấy bị lắc, mà đơn giản là anh ấy đang suy nghĩ xem là nên vứt cháy rác nào vào mặt tôi. Cũng như là vứt cháy rác nào vào mặt các bạn. Mẹ thằng Monkey này, đấu với tao đi. Tôi cần lắm một cái sự bấp lắc. Còn nói gì được nữa, C3 chắc chắn là the best. Chúng ta có một trái Buddha thứ 2. Tôi thấy là C1 cần phải lên tiếng rồi đấy. Bạn im hơi lặng tiếng nãy giờ hơi lâu. Trái Ghost. Không, má. À, cái đéo như vậy. Bạn hai trái bom liên tục. Đùa tôi đấy à. Má. Có real không vậy? Tôi có cần nên dừng video lại không? Bạn nhìn thấy chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa C1 và C3. Yeah, Leopard phiên bản The Multiverse. Vũ trụ khác. C1 được Leopard Fake thì C3 chúng ta được một trái mẹ lạnh như băng các bạn ạ. Trái băng nhá. Nói nhiều khi các bạn không tin chứ từ lúc mà tôi bắt đầu làm YouTube, từ lúc mà tôi chơi game đến giờ, chưa bao giờ ở C1 tôi random hên. Chưa bao giờ ở C1 mà tôi random ra được mấy trái kiểu như là Leopard hay là Kitsune các bạn nhá.
mà tôi cũng chưa thấy ai random được luôn. Cho nên là nếu mà bạn nào từng có cơ may nào đó mà các bạn random ở C1 mà ra được trái Leopard hay là trái Kitsune thì các bạn chụp ảnh gửi qua Discord cho tôi. Tôi hứa sẽ tặng cho các bạn một phần thưởng, đó chính là một Karobux làm quà. À, chỉ 5 bạn thôi nhá. Tại vì tôi nghĩ là chắc sẽ có nhiều người mẹ được Kitsune ở C1 phết đấy, mà căn bản là họ không quay video hoặc là họ không chụp thôi. Đó, các bạn cứ gửi tin nhắn cho tôi sẽ tặng cho các bạn một phần quà gọi là nho nhỏ á. Chứ cả cuộc đời chơi game của tôi chắc chắn là tôi sẽ random nhiều hơn các bạn, bởi vì tôi làm video random nhiều mà. Nhưng mà chưa bao giờ mà tôi được trái nào mà xịn nhá. Tức là được thần thoại thì được rồi, nhưng mà được mấy cái trái kiểu như là Leopard hay Dragon hay là Mochi, mà đéo bây giờ tôi thấy luôn. Nên thành ra có thể cái truyền thuyết mà để random được trái Kitsune ở C1 0.0000001%. Chắc có lẽ cái truyền thuyết đấy mặc dù là tôi bịa ra nhưng mà có thể là nó chính xác đấy. Có lẽ nào C1 ơi, chúng ta lại có một trái cao su. À, bên này cũng ra thần thoại là vừa đi rồi chứ. Bên C3 đã đến lúc phải ra thần thoại đây. Falcon, hành trình của B-Wing đi tìm trái Mythical thần thoại đầu tiên. Và nó cho tôi Smoker luôn. Ừ, tuyệt vời. Mẹ, nhìn C3 mà học hỏi này. Nhìn này. À, cũng tệ không kém. Spin, Ghost. Chúng ta có Demonic thứ 16 tại C1. Tưởng là Spirit nhưng mà đéo phải, nó là String. 16 tại C3 thì sao? Má, trái Rocket đầu tiên luôn ạ. Mỗi C một trái Rocket rồi đấy. Ui, trái Dung Nham. Trái Dung Nham mà đéo quan trọng. Điều quan trọng là cái nick tôi đang sử dụng có trái rồng. Ừ, để coi có trái rồng ở rương không. Má, nó có trái rồng sử dụng cộng thêm trái rồng ở rương luôn nè. Trời ơi, ngon điên. Nếu các bạn muốn ngon như thế thì biết tìm ở đâu rồi đúng không? Kha 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 kha, quảng cáo quá nhiều cho video này, sorry các bạn. Dạo này tôi bị mất kênh, nói chung là mà nó hơi khó cho bè một chút đó. Nick thứ N, Falcon. Xin đấy, xin luôn đấy. Thật sự là đến bây giờ thì C1 mới trả lời. Và có lẽ tôi nghĩ má chỉ được trái này là mắc binh nhất rồi. Bởi vì lần đếu nào tôi random ở C1 nó cũng chỉ ra Quách hoặc là hơn Quách một tí là cùng. Rồi, chúng ta có một trái Legendary đầu tiên ở C1. Đó chính là trái chấn động của bố rà râu trắng. The One Piece is free. ok. Chúng ta đã được Rumble, trái lôi rồi các bạn nhé. Hiện tại thì sau hai trái Buddha hồi nãy thì trái lôi đang là xịn nhất ở bên C3 các bạn nhé. Một kết quả mà nhắm mắt thì chúng ta có biết được bên nào là win. Nhưng tôi vẫn không tin vào hiện thực lắm. Tôi vẫn muốn cố gắng C1 một lần nào đó mà nó có thể chiến thắng được C3. Loại bỏ cái huyền thoại admin vứt rác vào mồm chúng ta tại C1. Nhưng mà C3 lại được thêm một trái Legendary nữa, đó chính là trái Spider-Man. Trong cái đó C1 thì sao? Mẹ cố lên đi chứ, ít nhất thì cũng phải được. Mẹ được quay à. Cái đệt. Wow. Ở lần random thứ 28 chúng ta có thêm một trái Quake nữa. Đấy, các bạn thấy chưa, tôi nói chuẩn mẹ không. Ở C1 này ấy, nó ra trái xịn, nó chỉ ra Quake, hơn Quake một tí, hơn chấn động một tí thôi. Mẹ nó đéo ra mấy cái trái Mochi này kia, cay thật sự. Rồi, 28 ở bên C3. Rồi, bên C3 thì ra hẳn Spin luôn cho nó cẩn thận này. Rocket, sau một trái chấn động, sau cơn mưa chúng ta có thêm một cơn bão. Rồi, sau cơn bão chúng ta có một quả bom. Tuyệt vời. Ừ, sau quả bom nó là cái gì luôn. Ừ, sau quả bom nó lại bắt chúng ta hút thuốc. Lần thứ 30 tại C3. Sau hút thuốc thì nó lại bắt chúng ta hút thuốc thêm một lần nữa. Whisper. Đây rồi. Mà từ nãy giờ các bạn ạ, toàn rác là rác không. Cả C3 lẫn C1 đều có một trái nào xịn cả. Giờ mới được trái Phoenix này. Hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt để chúng ta random rồi các bạn ơi. Cả hai C đều đen như chó. Chúng ta được thêm một trái Ghost thứ hai tại C1. Ây, giờ mới để ý này, chưa được một trái Mythical nó luôn. Ây mẹ, hai trái Phoenix liên tục. Nhưng mà giờ mới để ý là chưa được một trái thần thoại nào. Đéo tin được luôn. Mẹ chả nhẽ mẹ C3 nó nhường cho C1 để C1 lên tiếng được trái thần thoại đầu tiên ư? Ừ, nếu có chuyện đó đâu, chúng ta được Mochi V1 luôn. Đu đậu xanh.
Ai đó hãy cứu tôi, ai đó hãy búp like cho cái video này đi. Các bạn đang chưa đăng ký kênh, xem chùa quá nhiều cho nên nó mới ảnh hưởng mẹ nặng nề đến cái video này như thế này, cho nên tôi mới đen như thế này được. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh đừng xem chùa nữa ngay từ giây phút này. Thì tôi đảm bảo tầm khoảng đâu đó 5-7 lần nữa thôi, chúng ta sẽ có được trái mythical đầu tiên. Hãy tin tôi. Abe chưa bao giờ nói xạo với em hết á. Đăng ký kênh và like cho anh nhiều lên. Má ngay cả C3 tầm này mà nó cũng đen nữa thì mẹ hết cứu rồi. C1 đã cứu đéo nổi, C3 còn hết cứu hơn. Mochi, Kitsune, Dragon thì không random ra được, nhưng ít ra hãy cho ta một trái thần thoại, trái nào cũng được, thề luôn. Aigu vẫn cứ là chấn động là xịn nhất tại C1. Rocket nữa chứ, giờ này mà còn ra Rocket mấy giờ rồi, mẹ thức dậy đi. Rồi, chúng ta cùng đến với trái quỷ thứ 54. Hơn nửa chặng đường, tổng cộng là hơn 100 trái, cả C1, C3 đều có một trái thần thoại lần đầu tiên trong cuộc đời luôn ấy. Lần đầu tiên trong cái sự nghiệp random của anh Bi Đại Thần, tôi lại đen như chó mực như thế này. Mẹ không thể tin thì má nó còn Rocket nữa. Má mấy giờ rồi anh ơi, mấy giờ rồi anh ơi. Zionet ơi, mẹ tỉnh dậy đi anh ơi, đừng xả rác vào mặt em nữa. Má anh ấy xả đều cả C1 lẫn C3 luôn mà. Ok, chúng ta được thêm một trái Legendary nữa, là trái Show âm nhạc, trái quỷ thứ 57 này. Thở dài luôn á, ngán ngẩm luôn á. Cao su, đừng có đùa với tao như vậy nữa. Lại là Donut Chan. 59 là Smoke. Cái đẹp mẹ, nó tương đồng, nó tâm linh tương thông hả ta? Má nó nghe hả ta? Gillette ở C1 vừa gọi điện thoại cho Gillette ở C3 rằng mẹ Bill Huỳnh vừa mới random nó trái Smoke ở C1, hãy cho bên C3 trái Smoke luôn. Đã thế, tôi random luôn trái Kitsune ở C1, cho ra Kitsune ở C3 là hợp lý này. Mẹ đau tim vãi nồi. Đừng nói ra Smoke nữa nhá. Má nó đéo phải Smoke nhưng mà nó vẫn có màu trắng, nó cùng màu trắng. Đồ mẹ cay thật sự ấy. Tôi bắt đầu chuẩn bị từ mất niềm tin sang mẹ cây cú rồi nhá. Lát nữa tôi sẽ chuyển sang trạng thái phẫn nộ. Oh no. Finally. Yeah. Shadow không phải là một trái mà tôi muốn. Tôi muốn Kitsune. Tôi muốn cái trái 0.25%. Nhưng không sao các bạn, chúng ta đã có Shadow cùng với trái mà cái account này đang sử dụng các bạn ạ. Yes sir. Trái thần thoại đầu tiên trong video ngày hôm nay. Man, lâu ác. Đã thế thì C1 phải đáp lại đi chứ. Ít ra nó phải là trái lỏ nhất của bên thần thoại cũng được. Nhưng mà đéo lại là kim cương. Vâng, hello các bạn, lại tiếp tục là trái âm nhạc này nhé. Các bạn đăng ký kênh và like nhiều cho nên là cảm giác giờ mở hên thật các bạn ạ. Nhưng mà cái vấn đề là cái nick này tại sao nó lại nằm như thế này ta? Đủ má sao nó có thể nằm được như vậy vậy? How luôn á, tự hỏi luôn á. Được rồi, đùa giỡn đến đây được rồi. Nghiêm túc đi nào chàng trai. Má nói nó nghiêm túc, nó biến thành come on baby, Phonis, let's go. Lại Ghost, má thứ tao cần là cái gì đó hơn trái mẹ chấn động. Tao cần hơn trái chấn động, làm ơn đi. Đừng có đưa tao mẹ trái linh hồn nữa. Rồi, C1 đen quá cho nên chúng ta thử đổi vận may một chút sang đi lượm trái xem được trái gì các bạn nhá. Vâng, lại là cao su. Nó lại là cao su. Ai à. Mẹ Zillet muốn cho tất cả những người chơi trên thế giới, tất cả những người chơi trong Dog Food sử dụng trái cao su này sao? Nếu như nó là trái Nika thì đéo ai nói làm gì, nhưng nó là trái cao su mà nó chỉ có thể bật được trạng thái Gear 2 nữa thì nó không thể nào mà rác rưởi hơn. Buddha. Yes sir. Má nó bị cái gì ta? Các bạn nhìn này. Má cát không à? 1, 2, 3, 4, 5. Nãy giờ phải gần chục trái cát mẹ rồi. Không sao. Chúa phù hộ em nha. Vãi nồi Leopard thật thì không cho. Toàn cho Leopard pha ke này chết dở. Mẹ tôi đã chính thức tuyệt vọng ngoài đời thật rồi.
Yes sir, C3 sẽ không làm chúng ta thất vọng. Những cái tài khoản cuối cùng này thường thường mẹ bên C3 có khi nó cho tôi mà quả bùng lổ trái Kitsune đấy. Còn C1 tầm này thì tôi no hope với nó này. Tôi không muốn nói chuyện, tôi không muốn mẹ chuyển sang C1 random một tí nào cả. Nếu có ai đó random được mẹ Leopard Kitsune tại C1, hãy gửi ảnh cho tôi để tôi có một chút niềm tin. Thật sự luôn đấy. Mẹ chứ tôi đéo tin lắm là có ai đó random được Kitsune tại C1 nhá. Ây à, mình đen là một chuyện rồi, nhưng mà mình đang lấy số lượng để đè gọi là chất lượng. Thì thử hỏi những người khác, mẹ họ chỉ random một nick thì làm mẹ sao họ có thể ra được Kitsune ta. Mẹ đéo hiểu lắm. Đúng cái nhân phẩm gì chứ không phải nhân phẩm con người nữa rồi. Mẹ nhân phẩm của thần thánh độ này. Mẹ ơi, Kitsune Leopard Mochi cũng được, mẹ đã diamond. Mắc mà. Mày smoke luôn ha. Lại là Botto. Được. Mà tầm này mình cần một trái thần thoại nữa các bạn ạ. Đây là lần random thứ 95. Và nói thì có thể các bạn không tin, cái nick này thì nó vẫn có Dragon đang sử dụng, Dragon Rương, nhưng nó vừa random ra được trái bom các bạn ạ. Hết cứu thực sự luôn. Lần random thứ 95 tại C3 thì sao? Chúng ta được một trái cát. 96, trái lửa Flame. 96 lần thứ hai, trái gai. Mà cả C1 lẫn C3 hôm nay đều đen các bạn ạ. 97 nè. Ui, lên thêm một tí cho tao trái Buddha thì có vấn đề gì hả Zionet? Hả? Trả lời tôi liền đi không? Ông trả lời tôi liền đi ông già. Tôi biết ông tóc trắng không phải là do ông gọi là suy nghĩ quá nhiều đâu. Tóc trắng là do ông gọi là ném rác cho người ta quá nhiều nên ông mới bạc đầu đó. Ông hiểu lý do tại sao chưa? Làm ơn đi, trời ơi. Trái quách nhưng mà tôi không cười nổi các bạn nhé. Không cười nổi, đây là trái quách thứ 3. Mà nó cũng là trái xịn nhất tại C1 luôn. Trong 100 trái, 100 lần random. Holy crap. 97. Trái cát tiếp tục. Đây là lần random thứ 99. Bam. Falcon. Mà quá giận dữ rồi. Đã đến lúc mà cho giữa Zillet này thấy cơn thịnh nộ của nhà vua. Chị Dark. Lần random thứ 100 tại C1. Please. Please. Làm ơn. Làm ơn, xin luôn á. Xin luôn Zillet ơi. Phải nhập code. Tập này phải nhập code này. Be đại thần. Ok. Just code be đại thần. Be đại thần. Tầm này phải nhập code rồi các bạn ạ. Không có cứu được. Bây giờ có nhập cái code gì đi chăng nữa, các bạn có làm cái cách gì đi chăng nữa cũng hết cứu luôn á. Chúng ta còn một lần cuối cùng, last one tại C3. Tiếp tục là nhập code. Tôi muốn tin tưởng vào C3 một lần cuối cùng. BAM. À, đù mẹ trái smoke ạ. Trời ơi, cứu tôi. Alright, như vậy là đây là tất cả những trái tại C1 các bạn nhá. Để tôi sẽ lượm lại cho các bạn xem là cái số lượng rác của chúng ta thu thập trong ngày hôm nay tại C1 là bao nhiêu. Chúng ta được 4 trái like, 1 bóng tối, 9 trái mẹ đôi nút, 10 trái lò xo, 6 trái chóp, 3 kim cương, 8 vụ nổ lớn, 3 quick, 5 rào kẹp, mẹ rocket còn ít hơn mẹ mấy cái trái khác luôn mà, 5 dung nham, 12 smoke, 5 quay, 8 cap, 8 cao su, 2 falcon, 3 ghost, 5 trái gai, 4 trái băng. Và đây là cách tôi sẽ xử lý với lại 100 trái rác rưởi này. Trời ơi, xóa sổ chúng. Yeah. Cách để xử lý rác thải đó chính là chúng ta sẽ xóa sổ chúng một cách nhanh gọn lẹ. Bây giờ sẽ là những trái ác quỷ tại C3. Bam 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 bam. À, bên C3 này thì tất nhiên rồi các bạn ạ, nó khả thi hơn rất là nhiều. Chúng ta có tận 3 trái Phoenix, 2 trái bật nhạc hồi máu, 6 cát, 7 ghost, 7 lò xo, 8 trái gai, 4 dung nham, 6 falcon, 5 rocket, 1 spider, 1 shadow. 2 trái bottle, 6 bóng tối, 7 smoke, 8 bom, 3 trái Buddha, 1 trái lôi, 3 trái lửa, 8 quay, 3 cao su, 6 chóp, 2 like, 4 băng và 1 kim cương. Nói chung, bên C3 áp đảo gần như là hoàn toàn. Mặc dù tôi chắc chắn với các bạn, đây là lần random tại C3 đen nhất của tôi. Bởi vì thường thường tôi random 100 trái bên C3 thì tệ lắm cũng phải được 2 trái thần thoại các bạn ạ. Nhưng đây chúng ta chỉ được 1 trái thần thoại là trái Shadow thôi. Còn lại được trái huyền thoại khá là nhiều. Ok, và vừa rồi là một cái video mà mình đã so sánh random từ C1 với C3. Mỗi C là 100 trái ác quỷ. Và chắc có lẽ là truyền thuyết từ đầu video tôi nói là ở C1 chúng ta có 0,0000000 số 0 vô tận, số 8 nằm ngang.
tỷ lệ ra trái Kitsune hình như nó là sự thật các bạn ạ. Và nếu không phải sự thật thì các bạn hãy comment xuống tôi biết nhé. Như mọi khi, đừng quên đập nét nút like video và đăng ký kênh. Và toàn bộ những tài khoản tôi sử dụng trong đây đều đến từ bit thần rock. Nếu các bạn có nhu cầu thì đừng quên ghé capbit.thầnrock.com, link ở dưới phần mô tả và comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.